Tôi một cái số 1 đi nha. Tại vì hôm nay tôi livestream trễ, livestream ở ngoài đường. Có một cái thông tin tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng khá là hay nè. Thông tin tôi không có nghĩ rằng là một cái nội dung mà chính cái cô nhà báo cô ấy viết mà tôi khá là bất ngờ về cái việc cô ta nhận thức về cái kiến thức pháp luật. Cô ta nói rằng đó là chính Hồng Loan là cái người đi làm giấy khai sinh. Không quý vị, tôi thật ra thì đúng ra tôi sẽ không có nói chủ đề này, bởi vì chủ đề này tôi thấy rằng là nó khá là đơn giản, nhưng mà tôi không hiểu rằng là Hồng Loan đó thì có bị ghét bỏ đến mức độ mà phải đặt ra được, người ta đặt ra được những cái tiêu đề hoặc là đặt ra những cái câu giật gân để nói xấu hay không. Thì tôi cũng không thể nào nghĩ ra được cái câu rằng là Hồng Loan chính là cái người tự đi làm giấy khai sinh sau khi ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất đi. Tôi cũng khá bất ngờ về cái kiến thức của cô nhà báo này. Tôi chia sẻ với quý vị như thế này nè. Vì sao lại có chủ đề này? Nó khá là kỳ cục. Đúng ra là không có chủ đề này, nhưng mà tuy nhiên tôi cần phải nói, bởi vì tôi thấy một điều cực kỳ là vô lý. Để bắt đầu câu chuyện đó, thì tôi sẽ nói cái này. Hôm qua thì chính cái cô nhà báo, cô ấy mới viết một cái đoạn status cũng ngắn gọn thôi. Sau khi có nghe được cái việc là chỗ anh Nguyên Vũ với lại là Ni đó đi thông báo về cái việc là Hồng Loan có xét nghiệm cái ADN. Thì thôi tôi không có nói sâu vào chuyện đó. Và cái nội dung sau khi mà được thông báo đó thì có vẻ như rằng là Hồng Loan chính là con ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì cái nội dung này thì tôi nghĩ rằng mọi người cũng đã biết hết rồi, tôi không cần phải nói lại. Thì cô ta mới lên một cái status, cô ta viết rằng là quá bất ngờ, vụ ADN vừa xong thì ầm ĩ vụ này. Sáng đó là tung tin là con ruột, chiều tung tin là con nuôi hợp pháp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ý cô ta ẩn ý á, nói rằng á, là sáng là chỗ bên phía chỗ anh Nguyên Vũ với lại là Ni đó thông báo rằng là có cái kết quả của xét nghiệm ADN thì Hồng Loan là con của ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là con ruột. Đại ý là như vậy. Xong rồi chiều á, thì có cái văn bản từ phía chỗ Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận khẳng định lại đó là việc ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có làm thủ tục nhận con nuôi đối với Hồng Loan, và hồ sơ sổ bộ thì có ghi nhận đầy đủ. Thì cô ta mới nói một cái câu mang cái hàm ý á, là trách móc. Sao lại là nói là trước đá câu sau. Buổi sáng á, thì nói là con ruột, buổi chiều nói là con nuôi. Mà xin thưa rằng là con ruột dựa theo cái góc độ mà về xét nghiệm ADN á, thì thông tin của anh Nguyên Vũ và Ni đưa ra thì cái đó là góc độ người ta đưa ra ở cái việc người ta tự đi làm giám định, thì cái đó chuyện của cá nhân người ta biết. Còn cái việc á, mà Ủy ban quận Phú Nhuận họ đưa thông tin thì cái đó là câu chuyện về cha con về mặt pháp lý, hai câu chuyện nó hoàn toàn khác nhau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, vụ này có cái gì khẳng định cô Hồng Loan là con nuôi hợp pháp mà nghe cổ ầm ĩ ta? Nếu mà Hồng Loan không phải con nuôi hợp pháp thế thì cái văn bản trước đây của Ủy ban quận Phú Nhuận đã trả lời một cách thẳng thắn trong hồ sơ sổ bộ có lưu sẵn rồi. Hôm qua nữa thì trong cái văn bản từ phía Ủy ban quận Phú Nhuận cũng đã khẳng định là trích lục lại trong cái hồ sơ sổ bộ lưu trữ thì rõ ràng vẫn là con hợp pháp, người ta có ghi nhận đầy đủ. Thế thì một cái văn bản của cơ quan nhà nước được cấp ra, được ban hành ra, được đóng dấu mộc này kia thì nó không là hợp pháp chứ nó là cái gì? Mặc nhiên nó phải là hợp pháp, giống như chúng ta vậy, chúng ta có căn cước công dân. Chúng ta trước đây đó là chúng ta có được là chứng minh nhân dân, sau đó có căn cước công dân là cũng chính từ cơ quan nhà nước làm ra cho chúng ta. Giấy khai sinh bản thân mỗi người cũng đều là hợp pháp, bởi vì tại sao? Bởi vì nó được cơ quan nhà nước ban hành. Tôi nói là cơ quan nhà nước ban hành một cách chính thống, tôi không nói rằng là cơ quan nhà nước mà lại có những cái bàn tay nó không có chính thống để làm, thì cái chuyện đó tôi không có bàn sâu. Tôi chỉ bàn ở góc độ là tất cả những gì là công bằng nhất, là bình thường nhất, là tự nhiên nhất, là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành ra thì mặc nhiên nó phải là hợp pháp. Thế thì giấy khai sinh của Hồng Loan, một văn bản trả lời từ phía một cái cơ quan Ủy ban Nhân dân của một cái quận của thành phố Hồ Chí Minh ban hành trả lời cho một công dân, ban hành trả lời cho một cái tòa án mà nói rằng là không hợp pháp, thế thì tôi không hiểu rằng là với suy nghĩ của cô ta là chẳng lẽ lên đến là
chủ tịch nước ban hành mới là hợp pháp. Chẳng lẽ là lên đến thủ tướng ban hành, Hồng Loan là con ông nghệ sĩ Vũ Linh mới là hợp pháp? Hay là luôn cả những cái vị là chủ tịch của thành phố ban hành mới là hợp pháp, chứ còn chủ tịch quận hay là ủy ban quận này kia thì ban hành là không hợp pháp? Tôi thấy khá bất ngờ. Vậy thì có thể cô ta sẽ quay trở về xem lại hồ sơ của chính bản thân của mình. Thế thì giấy khai sinh của cô ta là do ủy ban quận hay là huyện cấp là hợp pháp. Rồi cái chứng nhận cái chủ quyền nhà của cô ta được ban hành bởi là Sở Tài nguyên Môi trường hay là ủy ban nhân dân quận mới là hợp pháp, đúng không quý vị? Bây giờ một cái văn bản của cơ quan nhà nước ban hành mà nói rằng là không hợp pháp, bất hợp pháp, thì tôi cho rằng là đây là một cái sự cố tình không chấp nhận sự thật, đúng không? Tôi cho rằng đây là một sự cố tình là không chấp nhận sự thật, biết thua nhưng mà vẫn cố cãi cho cùng, chứ không phải rằng chúng ta không hiểu đâu. Tôi thấy rằng là biết là sai đó, nhưng mà vẫn không chấp nhận sự thật là mình sai, cố cãi cho cùng thôi. Cái công văn chỉ nói năm 1992 bà Loan được làm khai sinh con nuôi có tên cha là Võ Văn Ngoan. Việc làm khai sinh này được ghi vào sổ bộ và không có gì bất thường, bất hợp pháp. Thế thì cũng chính cô ta vừa mới nói một cái câu là chính cô ta nói là bà Loan đã được làm khai sinh con nuôi có tên cha là Võ Văn Ngoan. Việc làm khai sinh này được ghi vào sổ bộ và không có gì bất thường, bất hợp pháp. Thế thì không có gì bất thường, không có gì bất hợp pháp, thế thì tại sao lại không hợp pháp? Chính cô ta nói câu trước lại đá cái câu sau nó liên tục, thì tôi cũng thật ra tôi cũng không có một cái từ ngữ ngôn ngữ nào mà để có thể diễn tả được cái suy nghĩ của cái cô này. Không, quý vị, công văn này đâu có thể hiện chính nghệ sĩ Vũ Linh đi làm khai sinh cho bà Loan, hay có nói bà Loan được làm hồ sơ cho nhận con nuôi hợp pháp đâu. Xin thưa rằng là đây là hồ sơ sổ bộ lưu trữ như vậy, tên ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, rõ ràng nó chính là ông Vũ Linh làm chứ ai làm nữa. Mình tôi giả sử như thế này nè, nếu quý vị nào mà có nghiên cứu kỹ về pháp luật dân sự đó, quý vị thấy một cái điều khoản luật khá là hay, nhất là về cái ủy quyền. Ủy quyền có nghĩa là mình đi giao cái quyền cho người ta làm, mà người ta làm trong cái nội dung, cái nội hàm mình trao cho người ta đó, thì mình phải chịu trách nhiệm với cái việc ủy quyền đó của mình, đúng không? Tuy nhiên trên cuộc sống này nó có những cái mà đâu phải lúc nào là 1 cộng 1 nó cũng bằng 2 đâu. Khi mình trao cho người ta một cái quyền nào đó nhưng mà người ta lại làm nó quá lố đi, làm nó vượt quá khả năng ủy quyền đi, thế thì nó có hợp pháp hay không? Xin thưa, nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như mình ủy quyền cho một người nào đó mà họ làm trong cái giới hạn của việc mình ủy quyền thì nó quá ok rồi. Còn nếu như nó vượt quá cái việc mình ủy quyền mà mình không đồng ý, thì cái phạm vi vượt quá ủy quyền đó nó bị vô hiệu, nó không có hiệu lực. Nhưng nếu cái việc vượt quá phạm vi ủy quyền đó mà mình biết nhưng mình không phản đối, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình chấp nhận cái sự là chênh lệch ủy quyền đó. Điều đó đồng nghĩa với việc là gì? Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không là người đi khai Hồng Loan, là khai sinh cho Hồng Loan, không là người trực tiếp đi làm thủ tục, không là người trực tiếp đi làm thủ tục nhận hồ sơ con nuôi đối với Hồng Loan, tôi đặt giả sử như vậy, thì rõ ràng ông Vũ Linh biết nhưng không phản đối, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là ông Vũ Linh đã chấp nhận Hồng Loan là con nuôi của mình. Nha quý vị nha, tôi nói là có cơ sở pháp lý hết, chứ không phải rằng là mình đi nói không với nhau. Đó là được quy định trong bộ luật dân sự về cái chế định, đó chính là ủy quyền. Thưa quý vị, trong tất cả các cái doanh nghiệp cũng vậy, khi một ông giám đốc, ông ấy ủy quyền cho ông phó giám đốc ở nhà lo cái công việc của công ty, ông giám đốc phải bay ra nước ngoài để họp, thì phó giám đốc chỉ được ủy quyền trong cái giới hạn khuôn khổ của cái việc ủy quyền từ ông giám đốc để lại mà thôi. Tuy nhiên có những sự việc thì nó lại vượt quá khả năng của ông phó giám đốc, thì ông phó giám đốc vẫn ký vượt thẩm quyền. Thế thì nếu như ông giám đốc thấy rằng việc ký vượt thẩm quyền đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến công ty, thì ông giám đốc biết nhưng không phản đối, thì cái việc vượt quá ủy quyền đó vẫn là hợp pháp. Còn chừng nào cái việc vượt quá ủy quyền đó mà ông giám đốc complain, ông ấy nói rằng là
tôi không cho phép anh ký vượt ủy quyền, thì cái phần vượt ủy quyền đó ông phó giám đốc tự nhiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đúng không? Cho nên vì vậy đó, cái chỗ này cô ta lại cứ bắt buộc một hai rằng là ông Vũ Linh phải là người đi trực tiếp kê khai và thừa nhận Hồng Loan chính là con của mình. Xin thưa rằng là đây là một cái yêu cầu tôi cho rằng nó cực kỳ là vô lý. Bản thân chính cô ta còn không chứng minh được, thậm chí cái cô mà hàng xóm của tôi đó còn không chứng minh được rằng là có phải ông Vũ Linh ông ấy được tự đi kê khai hay không. Chẳng qua là những cái suy luận của cô ta thôi, chứ hoàn toàn không có bất kỳ một cái cơ sở nào để nói rằng là ông Vũ Linh không có đi kê khai, đúng không quý vị? Rồi tiếp tục nè. Theo tôi hiểu, cái khai sinh cô Sáu yêu cầu hủy là cái khai sinh bà Loan tự làm sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất được vài ngày, không thể hiện con nuôi hay là con ruột. Mà xin thưa rằng là Hồng Loan nó có bao giờ tự đi làm khai sinh được đâu quý vị. Giấy khai sinh của mỗi người chỉ có một cái duy nhất mà thôi, đó là giấy khai sinh mà ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đi làm khai sinh cho Hồng Loan vào năm 1992. Chứ còn sau khi mà ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất đi rồi, Hồng Loan nó không có đi làm khai sinh. Tôi nghĩ rằng là cái cô này cổ là người tham gia vào cái drama, hoặc là cổ là cái người được cung cấp thông tin mà cổ lại không có một cái sự liên kết hoặc là một cái sự hiểu biết về cái diễn biến câu chuyện cũng như là những cái thông tin trong nội dung vụ án. Và xin thưa rằng là từ đầu câu chuyện đến bây giờ thì chưa có bao giờ chúng ta thấy rằng Hồng Loan đi tự làm giấy khai sinh cả. Nếu có ở đây đó, thì Hồng Loan sau khi ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, Hồng Loan đi trích lục giấy khai sinh của chính bản thân Hồng Loan thì có thể có. Trích lục nó khác với đi làm khai sinh nha quý vị. Đi làm giấy khai sinh là mình làm tờ giấy để khai sinh ra một con người, ghi nhận là có một con người tồn tại xuất hiện, thì nó mới là đi làm giấy khai sinh. Còn ở đây có thể Hồng Loan nó đến Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, nó xin trích lục ra giấy khai sinh, thì cái đó là trích lục từ sổ bộ ra, là người ta ghi nhận từ thông tin từ sổ bộ đem ra ngoài thành một tờ giấy khai sinh. Đó là đi trích lục, nó khác với lại là đi làm lại giấy khai sinh. Thì cái cô này tôi không hiểu rằng là Hồng Loan bây giờ nói làm giấy khai sinh để làm kiểu gì vậy giờ? Giấy khai sinh đã có, mà xin thưa với quý vị, giấy khai sinh đã có thì không bao giờ làm tờ giấy thứ hai được hết á. Giấy khai sinh đã có thì chỉ cần đến trích lục mà thôi. Giấy khai sinh có rồi thì không thể nào đi làm tờ giấy khai sinh thứ hai mà cũng cùng một chỗ được hết, thì không thể nào làm được, đúng không quý vị? Mà trong đầu câu chuyện đến bây giờ tôi chưa từng thấy một bất kỳ một cái bài báo hay là một cái YouTuber hay là một cái thông tin nào nói rằng là Hồng Loan đi tự làm giấy khai sinh cả. Mà cô này lại còn đặt điều thêm nó rằng là theo tôi hiểu, cái khai sinh cô Sáu yêu cầu hủy là cái khai sinh bà Loan tự làm sau khi nghệ sĩ Vũ Linh mất được mấy ngày. Xin thưa rằng là cái mà cái bà hàng xóm của tôi đó yêu cầu hủy đó là giấy khai sinh của ông Vũ Linh đi khai Hồng Loan 1992 là hủy tờ giấy đó, chứ không phải là đi hủy tờ giấy nào khác cả, đúng không? Từ đầu đến cuối chỉ có một duy nhất một tờ giấy khai sinh thôi, là tờ giấy năm 1992 do ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi làm khai sinh cho Hồng Loan. Chứ Hồng Loan nó có đi làm khai sinh bao giờ đâu. Quả chăng là nó đi làm trích lục để chi? Để làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Mà trích lục á là cái giấy đó được cấp mới, đúng không? Cấp mới là do là trích lục là người ta làm mới lại tờ giấy đó, nhưng mà theo thông tin cũ đã được đăng ký, chứ đâu phải là đi làm giấy khai sinh mới. Tôi thật sự ra là thật hôm nay tôi khá bất ngờ về cái diễn biến tình huống. Có lẽ là vụ án này nó quá nhiều tình huống cho nên là cho cái cô nhà báo này cổ bị rối loạn về thông tin hay sao đó. Tôi thấy khá bất ngờ khi cô ta cho một cái status mà tôi không tưởng tượng được rằng là nếu mà đây là một cái đồng đội của mình thì tôi có một phần quan ngại cho chỗ bà hàng xóm của tôi. Thật, nếu thật sự đây là đồng đội đó thì tôi cho rằng bà hàng xóm của tôi cũng nên cân nhắc để xem xét coi có nên tiếp tục kết nạp người này là đồng đội của mình nữa hay không. Chứ mà đồng đội như thế này thì xin thưa với quý vị rằng là
trước sau gì thì mình cũng chính mình là người bị hại thôi. Thật, nếu như mà đồng đội như thế này đó thì tôi cho rằng là trước sau gì đó không phải là đối thủ mạnh đâu. Thiệt, đôi khi đối thủ không có mạnh nhưng mà do chính đồng đội nó làm cho mình thất bại, đúng không quý vị? Đôi khi đối thủ nó không có mạnh nhưng chính đồng đội lại làm cho mình thất bại, đúng không? Tôi không nghĩ rằng là cô ta lại hiểu được cái câu chuyện rằng Hồng Loan đi làm với khai sinh mới có không phân biệt được giữa đi trích lục hồ sơ khai sinh với lại là đi làm giấy khai sinh mới. Cái này tôi cũng chịu hả quý vị ha. Thua rồi. Rồi dùng khai sinh tự làm này sang tên tài sản theo diện con ruột. Người ta đi trích lục giấy khai sinh để đi làm cái thủ tục là khai nhận di sản thừa kế. Chứ người ta đâu có đi làm giấy khai sinh mới đâu. Trời đất ơi, tôi không thể nào tưởng tượng được. Rồi cuối cùng nè, có thêm cái chữ BS là tái bút nè. Nói rõ thêm, bất cứ giấy tờ gì liên quan đến bà Loan có tên ông Vũ Linh phải đối chiếu chữ ký, giám định chữ ký mới khẳng định do ổng tự làm, tự ký hay do người khác lấy tên ổng đi làm rồi ký thay ổng luôn. Ở đây đó là cô ta hiểu được một vấn đề thôi. Cô ta không hiểu được cái vấn đề á, là cái nội hàm của ủy quyền và cái người biết được ủy quyền vượt quá thẩm quyền của ủy quyền, nhưng mà cái người ủy quyền đó họ biết nhưng họ không phản đối thì điều đó cũng được chấp nhận trong pháp luật về dân sự nữa ha quý vị ha. Đấy, tôi cho quý vị biết là hôm nay tôi mới phát hiện ra một cái điều. Bà hàng xóm của tôi đó, bà ấy kết nạp một đồng đội, tôi cho rằng là qua một thời gian đó tôi nhận thấy là đồng đội này là nên được thay đi. Nên thay đồng đội đi. Chứ đồng đội này mà đi một con đường dài đó, tôi cho rằng là bà hàng xóm của tôi, để ngày mai tôi rảnh rảnh đó, tôi có cơ hội tôi gặp bà hàng xóm của tôi, tôi mới nói á, nên thay đồng đội đi. Chứ đồng đội như thế này á, không sớm cũng muộn là mình cũng thất bại thôi. Bởi vì đối thủ đôi khi nó không có mạnh, nó yếu nữa. Nhưng mà chúng ta lại có đồng đội như thế này đó thì đôi khi mình lại thua đối thủ nữa. Thật, đúng không quý vị? Đôi khi á, là đồng đội của mình á, nó làm chính mình là thất bại chứ không phải rằng là do đối thủ nó mạnh. Tôi cũng hết biết luôn. Bản thân thì cũng đã làm phóng viên báo chí, rồi làm trong một cái trang báo về pháp luật cũng không phải là nhỏ, mà lại cho rằng là đi làm giấy khai sinh sau khi ông nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất để đi làm thủ tục nhận tài sản thừa kế đó, thì tôi cũng chịu. Hả quý vị? Không thể nào tưởng tượng được. Đúng không quý vị? Thật ra tôi đọc xong cái bài viết này xong rồi, đúng ra là chủ đề của tôi hôm nay đó, tôi có một chủ đề khác chứ không phải chủ đề này, nhưng mà tôi đọc xong rồi tôi thấy nó cũng, tôi thật sự là tôi không nghĩ nha, tôi một cách khách quan nhất, tôi không nghĩ rằng là với một cái người đã đi làm báo, viết cho những cái bài báo như vậy mà lại không phân biệt được, thì tôi lại rất là hoang mang với những cái bài viết trước đây mà cô ta đã được phê duyệt để được đăng báo đó, thì tôi cho rằng cái hàm lượng kiến thức tôi rất là quan ngại về chuyện đó, thật sự rất quan ngại luôn á. Quý vị đồng ý với tôi không? Tôi không nghĩ rằng là cô ta lại không phân biệt được chỗ này.
À, có chị Tiêu Bích Như nói rằng là không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu hả? Thì cũng cũng có vẻ là hợp lý đó. Cũng có vẻ là hợp lý. Tôi muốn né câu này rồi nhưng mà tại chị nói ra thôi. Thật ra tôi cũng khá bất ngờ á. Rồi, cô ta còn viết thêm như thế này nè. Một bên biết con nuôi có bằng chứng không thể thừa kế vẫn ở trong nhà cho đồng sở hữu. Một bên biết là con nuôi, biết không dễ thừa kế nên lén sang hết tất cả tài sản, đuổi sạch không cho ở. Rồi đạo đức dữ chưa, chính nghĩa dữ chưa. Hằng học chửi bậy, rủa xả, chỉ chứng tỏ sự thấp kém. Tôi không nghĩ rằng là cái cô này cổ lại viết được những cái từ này. Tôi thấy cái hàm hàm lượng kiến thức ở trong đây nè, nó khá là kỳ cục. Một bên biết là con nuôi, biết không dễ thừa kế nên lén sang sạch hết tất cả tài sản. Xin thưa rằng là con nuôi thì nó vẫn là con thôi, mà là con là hàng thừa kế thứ nhất chứ làm sao mà không được thưởng thừa kế được. Đến bây giờ cô ta cũng vẫn không chấp nhận rằng là con nuôi được hưởng thừa kế. Xin thưa quý vị, nếu ai vẫn mà còn giữ cái quan điểm là con nuôi không được thừa kế đó, thì chính cái quan điểm đó đã sẽ làm hại chúng ta đó. Thật, con nuôi hay là con ruột gì thì cũng là hàng thừa kế thứ nhất mà thôi. Thưa quý vị, nếu con nuôi một cách chính thống là có cái công nhận là con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi với nhau, được nhà nước thừa nhận, được ghi trong cái hộ tịch, thì lúc đó là con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi là hợp pháp. Và như vậy những người đó sẽ được hưởng thừa kế của nhau. Còn con nuôi kiểu ngoài xã hội đó, chúng ta có đứa bạn, nó có đứa con chỉ thương quá, thì mình bạn thân với bạn mình mà, thì mình mới nói rằng thôi tao là cha nuôi hay là mẹ nuôi của con mày nha. Thì cái đó là con nuôi ở ngoài xã hội thì không thừa kế cho nhau. Còn nếu mà có cái quyết định, một sự công nhận của cơ quan nhà nước, thì đó chính là con nuôi được pháp luật thừa nhận. Và như vậy thì mối quan hệ của họ là mối quan hệ của cái sự ràng buộc bởi pháp luật nha. Ai mà cũng còn cái suy nghĩ rằng là con nuôi không hưởng thừa kế đó, thì khi bị kiện á, lúc đó sẽ thấy cái cảnh là mình phải chia thừa kế lại cho người ta. Hay quý vị, rồi thôi tối nay tôi chỉ chia sẻ ngắn gọn với quý vị vậy thôi. Tại vì hôm nay thì tôi cũng đi công việc, chưa về đến nhà luôn, cho nên là phải livestream ở ngoài đường để chia sẻ chút chút xíu với quý vị. Chắc khoảng tầm đâu đó khoảng 10 15 phút nữa tôi sẽ ngưng ha quý vị ha. Bởi vì cũng tối rồi, để tôi phải lái xe về nhà nữa. À, có cái bạn Vivian Vũ hỏi câu hỏi này nó hơi nhạy cảm nè. Luật sư ơi, có khi nào con gái yêu đưa mẹ vô trong kia không? À, vô kia là vô đâu? Vô kia là vô đâu? Thì cũng có lý ha, cũng có lý. Nếu không biết kìm hãm cái đam mê của mình lại đó, thì để kìm hãm cái gọi là cái tham mình lại đó, thì đôi khi là sẽ có lý đó. Vô kia luôn đó.
À, có chị mấy chị nói rằng là tôi thua cái bà nhà báo thua là phải rồi, làm sao chịu nổi. Hỏi chứ bây giờ những cái kiến thức như vậy mà cũng còn mà đưa lên mạng được, mà với một cái mang mang cho mình một cái danh nghề nghiệp á, là người viết báo, thì tôi cho rằng là khá là nguy hiểm đó quý vị. Mình không phải là mình đi nói xấu, nhưng mà bản thân tôi nhận thấy một cách khách quan nhất á, viết nhưng mà không có một cái tính trung thực, và viết thì nó không có mang một cái hàm ý, một cái hàm lượng kiến thức á, vô tình là truyền tải thông tin nó không chính xác, thì làm cho người dân của mình sẽ hiểu sai, mà hiểu sai thì mình sẽ làm sai, mà làm sai thì ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ ai bây giờ, đúng không? Tại mình nghe lời người ta mà. À, chị Dung Kim nói rằng mỗi lần đọc bài báo á, là luật sư rối loạn thiền định hả? Cũng không rối loạn lắm đâu, nhưng mà cũng cũng khá là vui, cũng một phần là vui nhưng mà cũng một phần là buồn. Buồn là bởi vì là tôi không không nghĩ rằng là với một người đã từng đi làm cũng khá nhiều năm trong một cái lĩnh vực mà báo chí rồi như vậy mà lại viết bài đến như thế này, thì tôi khá là buồn mà buồn cười. Không nghĩ, tôi thật ra tôi xin thưa với quý vị rằng là tôi không nghĩ là cô ta nghĩ ra được cái chuyện là Hồng Loan nó đi tự làm giấy khai sinh. Thì thật ra cho dù bây giờ có nói mặt trời mà học mọc ở hướng Tây đó, tôi còn không tin nữa, mà cái chuyện Hồng Loan tự đi làm mà tôi lại tin luôn á nha, tôi không nghĩ luôn á. À, có bạn kia mới hỏi các bạn Vin Vin Vlog nè, luật sư có nghĩ là tòa đứng về phía hàng xóm không, tại vì bên kia rất chắc chắn là thắng. À, bản thân ông tòa án thì ông ấy á, tôi chia sẻ với quý vị như thế này nè, ông tòa án thì ông ta cũng là cái người dân bình thường như mình thôi, ông ta cũng đi học, ông ta phấn đấu rồi ông ta mới được lên làm thẩm phán, được nhà nước trao cho một cái nhiệm vụ để đi xét xử, nhân danh nhà nước xét xử. Thì ông ta cũng là cái người một cách bình thường, cho dù bên này thắng hay bên kia thắng gì thì ông ta cũng không có ảnh hưởng cả, bởi vì ông ta chỉ xử theo pháp luật mà thôi, và cho nên không có cái lý do gì mà ông ta phải nghiêng bên này hay là nghiêng bên kia, chẳng qua bên nào mà đúng pháp luật thì ông ta nghiêng về bên đó thôi. Và cho nên là tôi không có cái quan điểm rằng là ông thẩm phán sẽ nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia để cho bên đó thắng, là không có. Bởi vì bên nào thắng ông ta cũng đâu ảnh hưởng đâu, đúng không? Chẳng qua bên kia họ tự tin, họ nói rằng họ thắng thì do họ nghĩ như vậy thôi, chứ người khác có nghĩ vậy không, còn người khác có nghĩ như vậy hay không đó thì không biết được. Tôi không nghĩ như vậy. Khách quan mà nói đó, cái cơ hội thắng cho bên phía bà hàng xóm của tôi đó, để tôi được ở ké ở kế ở gần với người giàu đó, là không có cơ hội. Đó là một cái góc nhìn của tôi nha, góc nhìn của người ngoài cuộc á, thì tôi rất mong bà hàng xóm của tôi, bà ấy có một cái số tiền rất là lớn, lên đến vài chục tỷ, để tôi được thơm lây, là tôi được ở ké ở kế ở gần cái người giàu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái cơ hội đó của tôi chắc nó không có, chắc nó không có thật, rất muốn nhưng mà chắc không có cơ hội.
mà cũng không mà cũng tội nghiệp bạn sớm nè. Tôi nói ví dụ đi tại vì á bả đồ đồng sở hữu với người ta, mà mai mốt mà bà hàng xóm mà bà giàu á, mà bà ở gần tôi đó, là tôi phải đồng sở hữu với bà luôn, đúng không? Mình phải phải có kiếm kèo chứ. Mà quý vị có công nhận là tôi một cái trí tưởng tượng rất là cao siêu mới nghĩ ra được cái chuyện là Hồng Loan nó tự đi làm giấy khai sinh. Quý vị có đồng ý với tôi không? Trí tưởng tượng rất là phong phú và rất là cao mới nghĩ ra được cái chuyện là Hồng Loan nó tự đi làm giấy khai sinh, chứ không phân biệt được cái nào là đi làm khai sinh, cái nào là đi trích lục khai sinh. Thật, tôi đến bây giờ tôi còn không nghĩ rằng là người ta lại nghĩ được cái chuyện đó nữa, nghĩ được cái chuyện là Hồng Loan đi làm giấy khai sinh để đi hưởng thừa kế. Tôi không nghĩ được chuyện đó, tôi nói thiệt. Mặc dù hàng ngày đó là tôi tiếp xúc với rất là nhiều người, rất nhiều cái câu chuyện pháp lý, và cũng rất nhiều anh chị hiểu biết cũng có, không hiểu biết cũng có, nhưng mà cái kiến thức ít nhất á, là người ta cũng biết rằng là có khai sinh rồi là không đi làm được nữa, ít nhất là như vậy. Mà đến mức độ mà làm cho một bài báo mà viết báo thì mà biết báo pháp luật mới ghê chứ, mà lại vẫn nói được cái câu rằng là Hồng Loan đi làm giấy khai sinh mới ghê chứ, không tưởng tượng được. Rồi thôi, tối nay mình chia sẻ đến đây thôi quý vị ha. Hy vọng ngày mai đi, ngày mai mình sẽ live stream nó sớm hơn rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn ha. Ngày mai tôi sẽ nói câu chuyện ngắn gọn hơn, rồi tôi sẽ tư vấn pháp luật cho mọi người ha. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.